Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Năm 2021, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã xác định chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020. Trong đợt ra quân lần này, lực lượng cảnh sát giao thông từ thành phố đến quận huyện sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các trang thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ và ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân mới, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại an toàn.